Mọi người ơi, có ai ăn gì không? Đi ăn nè. Đi. Em đi. Chờ em chút. Đi, nhanh. Chủ cậu Khôi kìa. Cậu Khôi. Cậu ăn gì không? Tụi con mua cho cậu. Thôi, mấy đứa đi ăn đi. Hôm nay cậu thấy Long Thể bất an rồi. Trời ơi, bữa nào mà ổng Long Thể bất an là bữa đó có chuyện đó nha. Sam, suốt ngày trù cậu không à? Ủa, ai biết đâu, nhõng nhẽo thì nói đại đi. Chứ có người chăm sóc từ A tới Z mà. Ở đó, Long Thể bất an, gì cũng biết. Mệt chứ. Đúng không chị Tiền, đúng không? Thôi ông à, lo đi ăn lẹ đi kìa. Rồi về làm lát khách vô không kịp bây giờ. Vậy thôi ăn gì nói tụi con mua cho nè. Phải đó, anh thích ăn gì á, nói mấy đứa nhỏ nó mua cho anh luôn nha. Thôi được rồi, con mua cà pháo mắm tôm cho cậu nha. Thôi khỏi đi ha, cậu đang mệt trong người, ăn cái đó trúng thêm á. Đúng rồi, tào lao, nghĩ sao ăn mấy cái món đó. Ăn uống riêng thì canh bún. Trời ơi, còn cái món của hai đứa đó, còn cái gì mà bà không tránh được cái mùi mắm ra không vậy? Anh không có thích mắm. Dạ, thôi được rồi, để con mua cháo dinh dưỡng cho cậu nha. Trời, anh Duy bị khùng hả? Cháo dinh dưỡng là để cho con nít người ta ăn. Còn cậu Khôi là cậu Khôi già hấp hối rồi, làm sao dinh dưỡng. Nói cái muốn tỉnh luôn, trù cậu đó ha. Giỡn, ý là nói là cậu lớn rồi sao ăn cháo dinh dưỡng được. Rồi mệt quá, đi ăn đi, khỏi cần lo cho tôi ha ông bà. Dạ, không ăn dạ. Không ăn hả? Không. Thôi đi. Đi. Chị Tiền không ăn luôn đúng không? Tôi ăn kiêng. Ôi trời. Nè, tục tân ơi tục tân. Tại anh bệnh đó, cho nên em mới giỡn cho anh hết bệnh đó mà. Nè, anh ơi, mấy đứa nhỏ nó đi rồi đó. Nếu mà anh cảm thấy lạc miệng á, cứ nói em nấu cái gì ngon cho anh ăn ha. Thiệt ra giờ anh thèm là thèm ăn canh tập tàn nấu với tôm khô. Ôi trời. Nhưng cái đó là phải ăn với khô đù một nắng mới đúng điệu á nha. Trời ơi, cái món của anh yêu cầu sao đơn giản quá vậy? Trời ơi, em tưởng là cái món gì mà cao lương mỹ vị khó tìm, chứ ai ngờ cái món đó nằm trong tầm tay của em. Đợi một chút xíu đi. Anh Khôi ơi, em nấu cơm xong rồi. Anh Khôi dậy ăn chút xíu đi ha. Tùy. Dạ. Thanh nữ. Hả? Thanh Tuyền ơi. Minh Khôi. Nắm lấy tay anh. Minh Khôi. Tuyền ơi. Minh Khôi. Anh muốn nói với em những lời sau cuối. Tuyền ơi, đừng cản để anh nói. Đừng làm vậy. Anh cảm thấy cuộc sống đang rời bỏ anh đi xa dần. Xa dần. Tuyền ơi, anh cảm thấy như là mình muốn gục ngã giữa xa trường. Tuyền ơi, em dòm anh đi. Dòm anh đi coi anh có thể tồn tại nổi qua con trăng này không. Tuyền ơi. Dính biệt Tuyền ơi. Tuyền ơi, đừng la nhức đầu quá. Ghê quá à. Trời ơi anh ơi, anh diễn cái gì mà nó quá đáng. Anh làm em bị cuốn theo anh luôn á, anh thấy không? Anh chóng mặt quá, anh bệnh nên phải làm vậy. Thôi đi, anh ấy nha, mấy đứa nhỏ nó nói là phải đó. Bệnh cứ chút xíu mà nhõng nhẽo thì nhiều. Giờ ngoài vậy ăn cơm đi nè. Thôi, để đi, lát anh ăn. Hứa rồi đó nha, bây giờ em ra em chăm sóc khách đó, khách này nhiều lắm nha. Rồi đó, anh phải ăn cơm, nói trước rồi đó nha. Một hơi cô quay trở vô mà không ăn cơm, đừng trách sao cô độc ác. Không, em đùa. Trời ơi, đi thăm bệnh mà như thăm tù. Nhức hết cả đầu. Trời ơi, cơm bệnh mà như cơm tù vậy. Anh Khôi, anh Khôi. Em ơi, đây là đâu? Sao giường bệnh quá công viên? Sao cây cột quá cây xanh? Đây là đâu? Anh Khôi, Đây là nơi công viên chốn hẹn hò, chứng kiến bao lời thề tình yêu vừa lên ngôi. Ý, em ơi. Dạ. Vì là đã 10 giờ rồi à? Sao em hát qua 10 giờ? Không phải đâu anh, vì nó đúng với hoàn cảnh. Em muốn đưa anh ra công viên để thở không khí trong lành, để được la hét. Anh coi. La hét? À đúng rồi, anh cảm thấy khỏe hơn chưa? Khỏe. Để em coi, mới miệng ra em coi anh có sốt bao nhiêu độ nè. Cái gì vậy, cái gì vậy? Dạ, nhiệt kế đó. Không, anh nhớ là nhiệt kế, người ta cặp trong nách mà em. Em xin lỗi, em không biết. Đây. Thôi, anh không cặp trong nách, nhột nách. Dạ, trong miệng giờ... đi. Dạ. Xong rồi. 45 độ rồi anh Khôi ơi. Không được rồi, anh Khôi ơi. Bây giờ nếu mà sốt như vậy phải uống trà sữa cho hạ sốt nha anh. Khoan, anh đang bệnh mà sao uống trà sữa? Anh ơi, anh đang bệnh nhưng mà uống trà sữa có đá nè. Nóng gặp đá, nó sẽ trung hòa với nhau. Anh sẽ hết bệnh liền. Em hay quá em ơi. Khoan em ơi. Anh phát hiện sao anh bệnh mà em xếp anh nằm cái tướng gì kỳ cục khổ ải vậy em ơi. Trời em ơi, nằm như vậy máu trút xuống đầu, anh nhức đầu quá. Anh Khôi, anh ngồi dậy đi, em đút cháo cho anh ăn nha. Không, anh bệnh lắm rồi, không thể ngồi dậy được. Kìa, vậy thôi anh nằm đi, em đút cháo cho anh ăn. Anh biết không, cháo ngon dữ lắm. Cháo này em phải hầm từ các loại xương. Thơm dữ lắm. Xin lỗi. Có nóng quá không anh? Không sao. Dạ. Anh ăn nha. Ôi, cháo ngon quá. Em nấu bằng gì mà ngon vậy? Em hầm xương nấu cháo đó anh. Anh biết không, em hầm xương lâu thiệt là lâu đến nỗi á, hầm xong em quăng mấy cục xương ra đường, mấy con chó hàng xóm nó còn chê nữa đó. Ôi đáng yêu, con nữ công gia chánh, khéo léo, công dung ngôn hạnh. Nếu có em về ở đợi cho nhà anh. Em Không, anh lộn. Nếu như có em làm người yêu của anh thì chắc là anh sẽ bệnh hoài. Xuân. Tuyền. Xuân ơi, em tuyệt vời quá Xuân. Tuyền. Nếu có người yêu như em, anh sẽ bệnh hoài luôn, để em chăm sóc hoài. Xuân. Tuyền. Xuân ơi Xuân. Xuân ơi. Xuân. Xuân. Em đâu rồi Xuân? Xuân. Đâu? Xuân ơi, Xuân ơi. Ồ, Tuyền. Để cơm bác, anh ăn liền, anh ăn liền. Anh ăn liền. Thôi khỏi đi. Tuyền. Ôi kìa ta. Đem cơm vô cho mình ăn, chưa ăn rồi giờ kêu thôi khỏi đi, đi thôi. Hồi sáng tôi ăn bánh ướt đi, đã đâu có chuyện gì đâu. Bày đặt đồ ăn canh rau ngót gì khô cá đù 1-2 nắng gì đó. Cái gì vậy? Ủa cái gì vậy lại? Con nói gì không hiểu vậy? Hai tụi con đứng ở bên trong, nghe cậu nằm mơ cứ kêu là chị Xuân ơi, Xuân ơi em đâu rồi Xuân ơi không à? Rồi em nói thiệt với anh nha, cái kiểu á mà bệnh á thì người này chăm sóc, mà nằm mơ á thì gọi tên người khác. Gặp em á em bỏ cho chết luôn chứ em không có lo đâu. Thôi được rồi, em còn đổ thêm dầu vô lửa nữa hả? Em đốt cháy luôn tiệm bây giờ đó. Ê, hai đứa. Dạ. Hồi nãy cậu có kêu tên Xuân hả? Gọi Xuân ơi quá trời. Xuân không á? Hai đứa. Dạ. Rảnh không? Dạ. Ra ngoài đi, ở đây ồn quá cậu nghỉ ngơi không có được. Dạ, vậy thôi cậu nghỉ đi nha cậu. Đi em, đi nhanh lên. Cậu! Gì vậy? Ngủ, nhưng làm ơn ý thức. Kiểm soát lời nói của mình nha. Đi trời. Thôi đi. Ngủ có ý thức nha. Cơm em hâm nóng lại rồi đó. Anh dậy ăn cơm đi, rồi uống thuốc. Chứ không ăn uống gì á mà uống thuốc á, thế nào cũng đau bao tử đó. Với lại cho em đính chính nha. Em tên là Cao Thị Thanh Tuyền. Có kêu thì kêu đúng tên đúng họ giùm cái. Đừng có kêu lộn. Cứ kêu lộn tên hoài á, tổn thương lắm á. Con người mà, ai là không tổn thương, đúng không Cao Thị Thanh Tuyền? Nghe xong muốn hết bệnh luôn.